Rồi ok anh em nhá, vẫn tiếp tục là vì cái một tháng ra clip thì mình sẽ tiếp tục trong suốt với Sướng có những cái ưu đãi gì cho tất cả các bạn khán giả nhá. Đầu tiên thì đơn giản thôi, các bạn sẽ lập một cái nick để các bạn đăng nhập vào. Thì khi đăng nhập vào thì các bạn sẽ như nào ạ? Sẽ có một cái nhận quà khai trương này các bạn nhá. Click để nhận quà và cái này ngay nào cũng nhận được. Và cái lần đầu tiên ấy thì nó sẽ dao động từ một quân huy đến 200 200 mấy chục quân huy ấy. Thì sẽ nó đây là hoàn toàn miễn phí nhá. Các bạn chỉ cần vào lập nick, các bạn vào nhấp vào phần quà này, các bạn này nhấp này, mình nhấp này. Đây. Chúc mừng bạn nhận được 236 quân huy của Mơ Sướng này. Ngày mai bạn quay lại shop để tiếp tục nhận quà nhá. Chúc bạn sẽ nhận được. Rồi ok. Rồi ok, khi tất cả các bạn đã có quân huy rồi, các bạn muốn rút thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần này. Đấy, nhấp vào phần này có ý đi này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần rút vật phẩm các bạn nhá. Đấy, nhấp vào đây. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện là rút kim cương và quân huy. Thì mình sẽ nhấp vào rút quân huy. Đấy, có 236 quân huy mình vừa rút đấy. Thì có từng cái gói rút một các bạn nhé. Đó là một là 105 quân huy, hai là 210 quân huy, ba là 425 quân huy và bốn là 1070 quân huy. Và xin chúc các bạn may mắn để các bạn rút trúng quân huy và mình sẽ nạp vào tài khoản các bạn nhé. Nhập tài khoản game và mật khẩu như này này. Cái này là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn. Cho nên các bạn khán giả nào có nick rồi thì có thể vào đấy nhập và hên xui các bạn được 236 con huy thì nhập rút luôn đấy. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Hello, chào tất cả anh em. Và để bù đắp cho tất cả anh em trong những ngày qua thì mình sẽ dành tặng tiếp anh em một siêu phẩm, đó là Mơ Gana các bạn nha. Và đấy là clip đầu tiên xuất hiện đến kênh của mình. Và tại vì sao là như vậy? Bởi vì mình thấy Mơ Gana nó cũng xuất hiện trong các giải đấu nó khá là nhiều. Cho nên clip này mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một trận đấu Mơ Gana đi rừng và Mewtwo, bảng ngọc, tất cả mọi thứ. Mình đã để đến clip, các bạn chỉ việc nhìn và làm theo. Mình sẽ không đánh giá và nói quá về cái lượng Mewtwo nữa. Và mình sẽ nói về cái lối chơi và cách chơi của Mơ Gana khi đi rừng và trong một trận đấu nó sẽ ra sao. Mình sẽ nói qua một chút, Mơ Gana là một vị tướng pháp sư, thực ra nó là một vị tướng hỗ trợ các bạn nhé. Chính thức Mơ Gana là một vị tướng hỗ trợ, nhưng không hỗ trợ đấy, gọi là để mà nói thì cái thằng Mơ Gana này thì cái thằng vô duyên nhất liên quan vô bài các bạn ạ. Hỗ trợ nhưng đi cái đường mèo nào cũng được, trừ đường xạ thủ, mà thậm chí thích là vẫn đi đường xạ thủ các bạn nhé. Nên rằng Mơ Gana là một vị tướng chơi rất đa dạng nhiều vị trí, nhưng mình thấy dạo gần đây thì Mơ Gana trong vai trò hỗ trợ trong đấu trường danh vọng thì cũng khá ok, nhưng mình sẽ cho đi rừng nó mạnh cỡ nào các bạn nhé. Rồi và mình sẽ đối đầu với vị tướng A ơi và Gian là hai vị tướng nó khá mạnh, nhưng không, mình khẳng định rằng hôm nay cho A ơi và Gian mình sẽ đánh nhau để nắm nội tài đấy các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ nói cho các bạn cách để các bạn chơi con Mơ Gana không bị lỗi nhé. Từ từ, bình tĩnh. Đấy, trận đấu này thì mình sẽ kết hợp với Sentinel các bạn nhé. Cặp đôi Mơ Gana và Sentinel thì mình nói thật các bạn, nó sẽ là cực kỳ mạnh luôn các bạn nhé. Sẽ đối đầu với A ơi và Gián cực kỳ tốt luôn. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ tích. Như các bạn đã thấy thì ở trên đầu của Mơ Gana luôn luôn khi mỗi đó đánh hoặc mỗi đó nội tài thì nó sẽ tích hoặc là đánh vào vị tướng tiếp địch. Ôi dồi ôi, cái pha này xong rồi gì ông già ơi. Đấy, rồi mình sẽ giải thích qua một chút về vị tướng Mơ Gana các bạn nhé. Đó chính là khi tất cả các bạn đánh thương hoặc dùng chiêu thức vào bất kỳ một vị tướng thì nó sẽ được tích vào cái nội tài. Và nội tài đấy để làm gì? Để chúng ta kích hoạt chiêu 3 này, nó sẽ được cấp số nhân. Ví dụ một lần thì được ví dụ các bạn tích hai lần vào tím địch thì nó sẽ x2 lần sát thương và lượng sát thương nó tăng dần theo và mắc là số nắm các bạn nhé. Và đặc biệt khi mắc như vậy thì nó sẽ được hồi máu cho toàn đồng đội của tất cả các bạn ở cái vị trí xung quanh và bản thân các bạn nhé. Cho nên đây là một vị tướng hồi máu và chống, nó cũng gọi là một vị tướng chống chịu khá là tốt các bạn nhé. Rất là tốt đấy. Rồi tiếp theo, cách combo của Mơ Gana như nào? Thường các bạn chơi Mơ Gana, các bạn bị mắc một cái lỗi ra, các bạn thường sử dụng chiêu 3 khi nào tím địch gần kết các bạn mới sử dụng. Sai bét. Đó là khi đạt cho đủ 4 điểm nội tại trở lên thì kích hoạt chiêu 3 ngay lập tức. Bởi vì chiêu 3 các bạn không được để dùng để kết liễu đối phương đâu, mà để dùng cấu rìa nó kết ngay lập tức. À không, quên, nhầm, sau đi. Mà là cái lượng sát thương các bạn sẽ tối ưu hóa ngay lập tức. Và đặc biệt rằng cái lượng sát thương của con Mơ Gana này các bạn nhé,
nó có một cái nội tài của nó giống như thiêu đốt ấy, mà nó mạnh gấp mấy lần cái thiêu đốt từ những bản chơi liên minh ấy. What? Rất là mạnh. Rồi, cái bộ combo và cách chơi của Morgana mình sẽ áp đảo rừng nó giống như một vị tướng gọi là không sợ bộ con tăng nào luôn. Đấy, thích đi đâu. Rồi các bạn nhìn cách combo này, thả cho một kích hoạt cho hai này. Đây. Nắm lần nội tài rồi từ mình sẽ dùng cái thằng A ơi này, tạch tuột phát này, bốn nội tài cũng đã chết rồi. Đấy, các bạn thấy chưa, cái lượng máu của mình hôi phún luôn. Đây là một vị tướng combat dài hơi các bạn nhá. Đấy, đối đầu với thằng Giám thì nói chung là chả sợ đâu, mình chả sợ bộ thằng nào đâu. Và clip này mình sẽ chơi hồ báo nhất có thể để cho các bạn thấy được rằng con Morgana nó trâu như thế nào, để bản thân các bạn chơi lanh thật là tốt các bạn nhá. Đấy, cái cứ chết thôi, thằng rác nó xuống nó chết thôi. Đấy, chỉ cần con tâm khoảng 5-7% máu thôi thì cái lượng thiêu đốt nó từ đốt chết luôn các bạn nhá, không thể nào mà sống sót được nổi thằng Morgana này đâu. Cho nên thực sự các bạn ạ, Morgana này đấy là một vị tướng không phải là sốc sát thương đâu, mà một vị tướng thực sự combat tầm dài hơi thì tốt. Đấy, bởi vì càng dài hơi thì Morgana nó sẽ có một cái lượng hồi phục rất là tốt, đặc biệt tiếp theo đó chính là cái lượng sát thương gây ra từ thiêu đốt rất là mạnh các bạn nhá. Đây, từ từ hiện tại chơi được các bạn nhá. Và các bạn hãy nhìn này, cái lượng hồi máu nhiều bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái số ở trên đầu của các bạn nhé. Số 1, số 2, số 3 cũng giống như là cái lượng đám ấy. Số 5 thì các bạn sẽ được hồi máu nhiều hơn, đặc biệt cho đồng đội các bạn nhé. Đấy là cái điều mà Morgana. Đây là vị tướng. Đây là từ mình sẽ solo thương giáng các bạn nhé. 5 năm rồi, từ từ chưa bạch chết rồi các bạn, chết 100% luôn đấy. Chết. Rồi, điểm số chứ là đôi điểm số thôi. Các bạn thấy kính không? Thương giáng không thì làm gì đây, thằng KDC này. Đây, rồi mi bắt chiêu 2 rồi. Đây tao còn đi đâu? Tốc biến đi đâu? Đâu. Úi giời, tốc biến anh em ạ. Còn hồi chiêu 3 một cái rồi thì các bạn nhé, nên nhớ là không bao giờ được dùng chiêu 3 để kết thúc đâu. Khi đạt cái điểm nội tài một phát, các bạn kích hoạt chiêu 3 ngay cho mình. Các bạn phải thật kích hoạt. Ồ cái gì đấy dán được. À quên thằng Thế, mình có thêm xét néo này các bạn ạ. Ôi dồi, cái thằng Esu anh em ơi. Ôi dồi, nó tốc biến ạ. Thằng này được đấy các bạn nhé. Rồi cái phá này hơi hồi bảo một chút thì không có cái vấn đề gì hết. Đó. Tổng chung quy ở cái clip này thì để mình nhận định vì tướng Morgana đi rừng thì mình nói thật các bạn, chỉ có là farm ở giai đoạn đầu game hơi khó hoặc là hơi chậm. Ôi xem néo ơi, bay vào cân hai luôn, từ kích hoạt cho ba đi hôi máu này. Đấy các bạn thấy chưa, ôi dồi ôi cái lượng máu hôi đấy các bạn. À ơi, dán nó vào mình mà không chết, các bạn thấy trâu không, cực kỳ trâu luôn các bạn ạ. Cho nên là cặp bài khi nào các bạn mà có xét néo, các bạn thử pick con Morgana đi. Đấy trận đấu này mình đánh hơi hồi bảo một chút thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy mình đánh rất là sướng các bạn nha. Các bạn nhìn cách chiếu thức nó xả liên tu ti luôn. Đấy, nhìn rất là phế, cứ đủ điểm nội tải là quật. Cho nên là mấu chốt ở clip này thì mình hy vọng các bạn đang ở gian đấu game, hy vọng hãy farm lên level 4 thật nhanh. Đặc biệt rằng, đấy là vị tướng nó cũng khá. Ôi, máy vừa đủ đám chứ. Đây là một vị tướng cũng khá cân cái búa xanh các bạn nhá, để các bạn xài chỗ thức thật thoải mái. Rồi thằng dáng các bạn này, đấy vào bùi để hôi chưa bá quay lại quật mình không sao. Mình đấy, cái điểm hôi máu của mình là 5 các bạn, mà cứ quật một chiếu thức là máu hôi cả trời luôn các bạn nhá. Đấy. Rồi cái điểm mấu chốt của Morgana nhá. Đó chính là các bạn sống sót ở giai đoạn đầu game đừng để bị cướp rừng hoặc bị thọt quá sớm. Và đặc biệt rằng trong các phá giao tranh thì nói chung nó sẽ là một phù hợp combat tổng cùng ok. Nói chung là combat dài hơi. Khi tất cả các bạn combat dài hơi thì các bạn hãy cầu rìa cho mình chiếu 1 và chiếu 2. À, khi nào đủ cái điểm nội tài. Đấy chẳng hạn cái phá vừa rồi mình đã kích hoạt chiếu 3 hơi bị lỗi. Đáng lẽ nếu mình kích hoạt sớm ấy thì sẽ nằm trong cái vùng đấy thì thằng ơi của nó sẽ dính những không những cái phá để mình là chỉ dùng được mỗi thằng KTC thôi. Rồi không sao các bạn nhé. Rồi đấy, rất là mạnh các bạn nhé, cực kỳ mạnh luôn. Rồi các bạn xem cái clip này thì các bạn hãy lên Buildo và bảng ngọc phù hiệu giống mình và các bạn vào chơi đi rừng đi. Các bạn sẽ cảm nhận con Morgana cực kỳ bà cháy. Và trong những clip sắp tới thì mình sẽ cho ra những cái vị tướng nó mạnh lắm các bạn ơi. Ở trong cái mùa mới này thì nó sẽ có một meta mới thay đổi các bạn ạ. Cho nên rất gì là mạnh. Rồi mình nghỉ clip để nó kết thúc rồi và hẹn gặp tất cả các bạn ở clip sau nhé. Và sẽ có vị tướng rất tốt ở clip sau. Và xin chúc các bạn xem clip thật tuyệt vời và tất cả các bạn ngày mai. Yeah, bye bye.